3 chai tưới gốc cho cây bưởi sau thu hoạch với 2 gói để phun lá để phục hồi cây bưởi sau thu hoạch. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Phục hồi cây bưởi sau thu hoạch ở Hải Dương thì ở đây em có cái món là dùng để tưới gốc và dùng để phun trên lá nữa nhé. Cái chai này thì sẽ sử dụng để tưới gốc này. Tưới gốc thì nó sẽ giúp cho cây giải độc và ổn định pH, cải tạo đất, giúp cây phát triển nhanh, mạnh. Và nó còn giúp cho cây bật chồi xanh bền, phát triển toàn diện về thân cành lá này, tốt rễ này. Chai này thì nó có thể là sử dụng để tưới và phun lá, nhưng trong trường hợp này là sử dụng để tưới gốc. Một chai các anh chị tưới gốc thì cho có thể pha khoảng tầm 400 lít nước thôi để tưới cho gốc cây bưởi nhà mình. Mỗi gốc khoảng tầm 3 đến 5 7 lít nước thuốc đã hòa ra tùy theo cái gốc lớn nhỏ khác nhau nhé. Xong sau đó thì trên lá mình sẽ sử dụng phun cái này. Một gói này các anh chị pha được khoảng tầm là 200 lít này. Nó là cái phân bón hữu cơ để giúp cho phục hồi cơ đọt cây sau thu hoạch và hạn chế cái việc vàng lá thối rễ, giúp cho giải độc cây và kích thích cây ăn dinh dưỡng mạnh hơn để giúp cái bộ rễ ăn dinh dưỡng mạnh hơn lên để nuôi cây nhé. Và giúp cho cây tăng sức đề kháng để chống chọi với những cái thời tiết bất lợi này. Một gói này pha được khoảng tầm 10 bình đeo lưng là bằng với 200 lít. Các anh chị có thể sử dụng đồng thời vừa tưới gốc vừa phun lá luôn cũng được nhé, không cần phải cách ly đâu. Có thể là mình tưới gốc xong là mình quay lại mình phun lá luôn, không việc gì nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.